Các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Tâm Như Sen được phát trực tuyến hàng tuần tại website blogradio.vn, đồng phát trên kênh youtube.com/yêublogradio. Bạn thân mến, mỗi khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, bạn sẽ làm gì? Có người chọn cách tâm sự với bạn thân, có người chia sẻ với những người thân trong gia đình. Có người lại tìm đến cửa thiền để xin những lời khuyên của các sư thầy, sư cô. Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với một lá thư tâm sự được gửi đến từ một cô gái trẻ về chuyện tình cảm của mình. Chữ yêu đã không còn, nhưng chữ thương còn chưa dứt, nên cô không khỏi bận lòng vì chàng trai ấy. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Thưa các sư thầy và sư cô, con năm nay 23 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Con chia tay người ấy được đúng một năm. Người ấy của con là một Phật tử. Khi quen người ấy, chúng con thường hay đi chùa. Lúc đó khi yêu nhau thì con nghĩ đi chùa cũng chỉ là dịp để chúng con được bên nhau thôi. Con xin lỗi vì lúc đó con chưa hiểu biết được gì về Phật Pháp. Khi chia tay anh ấy, con rất đau khổ. Gia đình con lại có biến, người thân con mất. Con hoàn toàn tuyệt vọng trong cuộc sống vì ai cũng bỏ con mà đi cả. Trong thời gian 49 ngày cúng cơm cho cháu con ở chùa, con tự nhiên muốn phát tâm tìm hiểu về đạo Phật vì cảnh chùa lúc ấy là nơi con cảm thấy yên bình nhất. Con siêng đi chùa và tìm mua sách của thầy Nhất Hạnh về đọc. Sau đó thì con lên mạng nghe pháp thoại, nghe những bài giảng của các thầy, cô về cha mẹ, về đức từ bi. Con khóc rất nhiều. Con cảm thấy trước nay con sống quá vô tình với những người đã thương yêu con. Người yêu của con cũng vì không chịu nổi tính vô tâm và hay ghen của con mà bỏ đi. Con ân hận lắm. Con cứ đọc kinh, sám hối và hàng ngày tự mình rèn luyện để thay đổi bản thân. Cuộc sống của con dần khá hơn. Khoảng thời gian gần đây, con và người yêu con liên lạc lại với nhau. Anh ấy đang trong thời kỳ căng thẳng vì làm đồ án tốt nghiệp. Anh ấy tâm sự với con. Trong khoảng thời gian chia tay con, anh ấy đã sống rất buông thả và xa rời Phật Pháp. Uống rượu, mê đắm sắc dục, tính khí cũng hung hãn và lạnh lùng hơn. Anh ấy rất đau khổ và anh ấy nói cần một người bên cạnh để giúp anh ấy cân bằng. Và người đó chính là con. Theo con hiểu, có thể anh ấy không còn yêu con nữa, nhưng vẫn cần con để nhắc nhở cho anh ấy làm đúng, không đi sai đường nữa. Con rất thương anh ấy nên đã chấp nhận đề nghị đó, dù biết rằng mình sẽ lại tổn thương lần nữa vì anh ấy có còn yêu con đâu. Nhưng vẫn cần con. Con nói chuyện, giúp anh ấy trong việc làm đồ án. Con và anh ấy học cùng ngành nên rất hiểu công việc và năng lực của nhau. Động viên tinh thần anh ấy rất nhiều. Sau một đợt chấm dứt giai đoạn căng thẳng thì bỗng nhiên anh ấy lạnh lùng hẳn với con. Con có hỏi thẳng là bây giờ anh không muốn em phụ anh nữa đúng không thì anh ấy nói đúng. Các thầy và các cô ơi, thật sự khi đã chuẩn bị tinh thần cho những việc này, con không đau khổ nhiều như một năm trước. Con chỉ thấy một nỗi chán nản tràn ngập. Con đã cố gắng học tu theo hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát, tập lắng nghe, tập yêu thương và quan tâm. Con cũng biết anh ấy quả tình rất đau khổ và căng thẳng trong giai đoạn này. Con chỉ muốn ở bên cạnh là nguồn động viên tinh thần cho anh ấy mà không được nữa rồi. Con chẳng biết phải làm sao để anh ấy có thể nhận ra con mới là người chung thủy và sẵn sàng thương yêu anh ấy. Vì bên cạnh anh ấy bây giờ có những người rất vô minh, đang quyến rũ và lôi kéo. Con chẳng biết làm sao để đưa anh ấy về con đường chính đạo, để anh ấy bớt đau khổ và làm đồ án thật tốt vì thời gian không còn nhiều nữa. Hôm nay con lên mạng đọc trang langmai.org, con cảm thấy mình cần được chuyện trò. Con cần ai đó lắng nghe những suy nghĩ của con, vì con là một người rất ít chia sẻ chuyện thầm kín trong lòng. Mẹ con cứ sợ con khổ lụy nên không đồng ý cho con tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng con thấy con không khổ khi muốn giúp anh ấy. Trái lại con thấy vui khi đưa tay cho một người đang chìm đắm. Nhưng giờ đây, anh ấy không muốn nắm lấy tay con thì con biết phải làm thế nào? Có điều kỳ diệu nào không thưa các thầy các cô? Con mong nhận được hồi âm từ các thầy các cô. Con cảm ơn vì tuy ở khoảng cách rất xa, con vẫn thấy thầy cô như đang bên cạnh và lắng nghe con. Con vẫn còn có chỗ để nương tựa vào. Thầy Chân Pháp Đăng chia sẻ. Cảm ơn con tin quý thầy, quý sư cô mà tâm sự hết nỗi lòng. Hy vọng chia sẻ được như thế, con sẽ vơi đi một phần nào khổ đau. Con nói anh ấy không còn thương con nữa. Đúng như lời anh ấy trả lời câu hỏi của con. Anh không muốn em phụ anh nữa. Câu trả lời rõ ràng quá rồi, mà sao con cứ dây dưa hoài cho khổ. Tình yêu đến từ trái tim, không thể miễn cưỡng được con ạ.
Đồng ý, hai con đã từng yêu nhau nhưng đã chia tay hơn một năm rồi. Nếu anh ấy thật sự muốn hàn gắn lại mối tình thì đã không đối xử với con như thế. Hãy để anh ấy đi đường của anh. Con khổ đủ rồi, sao con không tự về chăm sóc cho chính con? Con còn trẻ, phải lo xây dựng tương lai cho mình. Con đừng bám riết vào mối tình đầu, bởi vì mối tình nào cũng là cơ hội học hỏi. Lớn lên trong tình yêu. Tình yêu không đơn thuần, đơn điệu đâu. Nó là một quá trình học hỏi, tìm hiểu, kinh nghiệm để tìm ra con người hợp tình, hợp ý, hợp lý tưởng. Con nói, anh ấy rượu chè, say mê sắc dục, hung hãn, lạnh lùng. Một người như anh ta có thể làm cho con hạnh phúc được không? Thương yêu một người là để tìm hiểu chứ không hẳn là phải chiếm giữ người ấy. Muốn tình yêu trở thành đôi bạn chung thủy, sống với nhau trọn đời, con phải chọn cho kỹ. Ngoài tình yêu ra, còn có lý tưởng, tính tình, nghề nghiệp, sự nghiệp và hợp nhau nữa. Người kia phải tỏ ra là một người vững vàng, tự tin, bản lĩnh, hiểu biết và chung thủy. Theo lời chia sẻ của con, anh ấy hoàn toàn không có khả năng đem lại hạnh phúc cho con, mà thậm chí ngược lại. Vậy con có còn muốn tiếp tục liên hệ với anh ấy nữa không? Trong vấn đề này, thầy thấy lời đề nghị của mẹ con sáng suốt đấy. Con có lòng tốt muốn giúp anh ấy lúc khó khăn, thì con cứ tiếp tục nuôi dưỡng lòng tốt ấy. Khi nào anh cầu cứu thì con cứ giúp, nhưng đừng hiểu lầm giữa lòng tốt và tình yêu. Tình yêu là hai trái tim phải rung cùng một nhịp. Lòng tốt là thấy khổ thì muốn giúp, nhưng con phải tự xét lại lòng tốt của con. Biết bao nhiêu người khác đang đau khổ hơn anh ấy, sao con không giúp họ mà khổ vì một người? Con nghĩ con giúp anh ta để anh ta thay đổi mà yêu con thì con lầm. Đó chỉ là tình yêu miễn cưỡng, là một loại tình thương có tính toán, có điều kiện. Tình yêu đích thực không phải là sự trao đổi đâu con. Con có biết không, không ai có thể thay đổi được tính nết người khác. Chỉ có người ấy tự thay đổi thôi con ạ. Nếu con nhận thức rõ ràng về tình yêu thì con không còn khổ nữa. Cuộc đời thiếu gì người tốt đẹp hơn mà con phải khổ vì một người tầm thường. Chúc con có một đời sống tươi vui. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.